dòng nước mắt mẹ từng đêm vẫn tuôn rơi lặng lẽ, vì người con yêu đã bao ngày đam mê trần thế. Mẹ vẫn từng đêm chờ mong bước chân con trở về, chung kiên khấn nguyện bằng lời kinh tuôn trào suối lệ. Đây mẹ Monica là mẫu gương cho các mẹ hiền, dẫu muôn ngàn chuôn chuyên mẹ vẫn luôn vững tin trọn niềm, tin tình yêu Thiên Chúa sẽ dẫn đưa người con lạc đường, rơi bên mê hồi tâm trở về nương tựa Thiên Chúa tình thương. Cuộc sống thế trần nhiều gian khó đau thương chồng chất, nay đoàn con đây quyết trung thành nói gương ngày mai, bên vững niềm tin cây trong Chúa yêu thương giữ gìn, trên nơi phúc bình nhờ Ngài luôn thêm lời khấn nguyện. Đây mẹ Monica là mẫu gương cho các mẹ hiền, dẫu muôn ngàn chuôn chuyên mẹ vẫn luôn vững tin trọn niềm, tin tình yêu Thiên Chúa sẽ dẫn đưa người con lạc đường, rơi bên mê hồi tâm trở về nương tựa Thiên Chúa tình thương. Dòng nước mắt mẹ từng đêm vẫn tuôn rơi lặng lẽ, vì người con yêu đã bao ngày đam mê trần thế. Mẹ vẫn từng đêm chờ mong bước chân con trở về, chung kiên khấn nguyện bằng lời kinh tuôn trào suối lệ. Đây mẹ Monica là mẫu gương cho các mẹ hiền, dẫu muôn ngàn chuôn chuyên mẹ vẫn luôn vững tin trọn niềm, tin tình yêu Thiên Chúa sẽ dẫn đưa người con lạc đường, rơi bên mê hồi tâm trở về nương tựa Thiên Chúa tình thương. Đây mẹ Monica là mẫu gương cho các mẹ hiền, dẫu muôn ngàn chuôn chuyên mẹ vẫn luôn vững tin trọn niềm, tin tình yêu Thiên Chúa sẽ dẫn đưa người con lạc đường, rơi bên mê hồi tâm trở về nương tựa Thiên Chúa.
hỏi nào con mau đến đây cánh điện ngoài buồn con bao ngất ngây thật ngọt ngào ở trong nhà chú lòng dạt dào tình yêu tràn trề phúc trời xa chính cha nuôi của chúng ngự giữa thiên cung Chúa cho người tung cửa nhà êm ấm sống chung người tu khôn cùng Thiên Chúa cho họ tự do dân riêng
Chúa trong lòng con, trong thâm sâu của cõi tâm hồn, Chúa hiện diện sâu lắng trong con. Chúa trong lòng con, Ngài ẩn thân trong chính thâm tâm, Ngài gần con hơn trái tim con, Ngài cận kề hơn chính thân con. Chúa trong lòng con, xin cho con bước xuống lòng mình, xin cho con yêu mến hết tình. Chúa trong trong lòng con, xin cho con quy hướng về Ngài trong tâm tình chiều mến con người. Chúa trong lòng con, Ngài đợi con giây phút tương giao, Ngài chờ con tha thiết dâng trao tình của Ngài như con xây đắm chìm sâu, hòa nhập vào sức sống thần linh đang tuôn trào tràn chứa dường
Chúa trong lòng con, trong thâm sâu của cõi tâm hồn, Chúa hiện diện sâu lắng trong con. Chúa trong lòng con, Ngài ẩn thân trong chính thâm tâm, Ngài gần con hơn trái tim con, Ngài cận kề hơn chính Chúa.
sống chung. Người tu khôn cùng Thiên Chúa cho họ tự do. Ôi lạy Thiên Chúa, thật lòng ngài đón mãi từ nhà. Xin Chúa ân phạt cho những người sống kiêu cơ bản. Lạy Chúa con
cho Ngài thăng xa xuất hiện trời xa. Bên người qua phụ mồ côi yếu đuối, phúc vinh nào ơi.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trong kính quý cha, quý thầy, quý dì, quý cụ, quý ông bà, anh chị em rất thân mến, chúng ta bước vào phụng vụ của Chúa Nhật thứ 22 năm C. Nhưng chiều nay cũng là ngày 27 tháng 8, giáo hội nhớ đến vị thánh rất đặc biệt, là mẫu gương cho các bà mẹ công giáo. Vì vậy cùng với hội hiền mẫu trong giáo xứ chúng ta tôn vinh Thiên Chúa qua cuộc đời và sự nghiệp của thánh nữ Monica, mẹ của thánh Augustino. Cùng với các ý chỉ mà chúng ta vừa nghe công bố đầu thánh lễ, chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho hội hiền mẫu giáo xứ chúng ta được thăng tiến trong đời sống đức tin, cũng như là được phát triển trong các sinh hoạt của cộng đoàn, để giúp đỡ cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta thêm hiệp nhất và phát triển về mọi phương diện. Chúng ta cầu nguyện cho các thành viên trong hội đã qua đời, cầu nguyện cho các vị tiền nhân, ân thân nhân của đoàn. Cái đặc biệt chúng ta nhớ đến vị sáng lập hội hiền mẫu giáo xứ chúng ta, đó là cha cố Vinh Sơn Nguyễn Tốt Nghiệp. Rồi cầu nguyện để cho tất cả mọi người đã giúp công giúp của trong hội còn sống cũng như đã qua đời được ơn nghĩa cùng Thiên Chúa. Chúng ta cũng xin cho hội thánh, cho công đoàn giáo xứ, giáo phận chúng ta trong những ngày này được ơn hiệp nhất, ơn bình an, để xin Chúa nâng đỡ cho chúng ta trong mọi biến cố của đời sống. Cùng với tất cả những tâm tình ấy, anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót lời tai tôi. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời. Hòa bình an dưới thiên cho người thiên đàng. Chúa con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúa con ca ngợi Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách huấn ca: Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ như thế, con sẽ được lòng Đức Chúa. Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao, người được tôn vinh nơi kẻ khác khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó. Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. Đó là lời Chúa. Trích thơ gửi tín hữu Hitri. Thưa anh em, khi tới cùng Thiên Chúa, anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được. Có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố, có tiếng kèn vang dậy và tiếng nói thét gầm.
khiến những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa. Nhưng anh em đã tới núi Si-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Anh em đã tới cùng vị trung gian giao ước mới là Đức Giê-xu. Đó là lời Chúa. Chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ ngồi chọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Rồi Đức Giê-xu nói với kẻ đã mời người rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa. Kính
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, các bài đọc lời Chúa chúng ta vừa nghe mời gọi chúng ta sống khiêm nhường để được hưởng phúc nước trời. Khiêm nhường là một trong những nhân đức cao quý và đáng yêu nhất. Nếu như những kẻ kiêu căng luôn coi thường người khác, coi mình là nhất, thì người khiêm nhường là người biết trân trọng người khác, sống chân thành với mọi người trong cách nghĩ, lời nói và việc làm. Sách Huấn Ca trong bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta biết được lợi ích của việc sống khiêm nhường. Làm việc cách khiêm nhường sẽ được người ta yêu mến. Điều quan trọng nhất đó là Thiên Chúa yêu thương kẻ khiêm nhường, và Chúa được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Trong Cựu Ước, câu chuyện sa ngã của Adam và Eva cho chúng ta thấy nguyên nhân chính của sự sa ngã là do kiêu ngạo. Vì ngã theo sự xúi dục của ma quỷ, với thái độ kiêu căng, muốn trở nên như Thiên Chúa, muốn làm Chúa của ông bà nguyên tổ, cuối cùng họ bị đuổi ra khỏi địa đàng. Cũng vậy, trong bảy mối tội đầu, tội kiêu ngạo đứng đầu trong danh sách các tội mà con người thường hay phạm. Với tội kiêu căng này, con người tự đưa mình vào chỗ chết. Vì kiêu ngạo chống lại kiêu ngạo, nên không ai ưa gì người kiêu ngạo. Và nhất là những người kiêu ngạo ấy càng không ưa nhau, dẫn đến họ hại nhau. Qua hình ảnh bữa tiệc trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về sự khiêm nhường. Trong xã hội, chỗ ngồi tượng trưng cho địa vị. Chúng ta không nên tranh giành vì có thể không xứng với khả năng và phẩm giá của mình. Cái việc xếp chỗ ngồi là quyền của chủ nhà chứ không thuộc về quyền của khách. Hãy để chủ nhà hay chính Chúa lo việc đó. Bởi vì ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên, còn ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Điều quan trọng để có thể làm người lớn nhất trong nước trời trước mặt Chúa đó là hãy phục vụ cách vô vị lợi, và cách đặc biệt là sống bác ái yêu thương những người có hoàn cảnh khó khăn, như lời Chúa dạy trong Tin Mừng: khi đãi khách đừng mời bạn bè anh em, mà hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Lời dạy của Chúa ở đây không chỉ nhằm sửa đổi một lề thói xã hội, nhưng trên hết Chúa nhắm tới những sự thực về bữa tiệc nước trời. Nói rõ hơn là Chúa nói đến điều kiện để được vào thiên đàng. Thiên đàng không có chỗ cho người kiêu căng tự phụ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Ngược lại, Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Trong bàn tiệc nước trời, những ai càng khiêm nhường lại càng được nâng lên cao. Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta, Ngài luôn chọn chỗ cuối là Thiên Chúa, nhưng Ngài không đòi cho mình được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Ngài đã tự hạ mình mặc lấy thân phận phàm nhân như ta, trừ tội lỗi, là bậc thầy trong thiên hạ, lại quỳ xuống rửa chân cho các đệ tử. Chỗ của Chúa là chỗ nhất trên thiên đàng, nhưng Ngài lại chọn chỗ cuối dưới chân con người. Hạ mình khiêm nhường, đó là con đường, là khuôn mặt của Thiên Chúa. Vì thế, những ai khiêm nhường là những người trở nên giống Thiên Chúa, xứng đáng được Chúa cho ngồi đồng bàn với Chúa trên nước trời. Như Đức Maria đã nhận mình là nữ tỳ thấp hèn của Thiên Chúa, đã âm thầm phục vụ cho chương trình cứu độ của Chúa, đã khiêm nhường phục vụ tha nhân,
Thế nên Thiên Chúa đã ân thưởng Đức Mẹ rất trọng hậu là ban cho Đức Mẹ hồn xác lên trời. Và như Thánh Nữ Monica mà hội hiện mẫu giáo xứ đền Thánh Kỳ Lao chúng ta mừng lễ quan thầy hôm nay, cũng là một chứng tá tiêu biểu về sự khiêm nhường phục vụ theo tinh thần của tin mừng và cũng được Thiên Chúa ân thưởng. Trong lịch sử giáo hội, con số vị thánh mà cả mẹ lẫn con đều được tuyên phong là thánh thì rất là ít, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, mẫu số chung nơi tất cả các vị thánh đó là các ngài đều có những người mẹ đạo hạnh thánh đức. Vì mẹ hiền mới có con thảo, mẹ lành mới có con thánh. Nhờ người mẹ thánh thiện Monica mà giáo hội có vị đại thánh Augustino. Vậy thì thử hỏi Thánh Monica đã sống như thế nào mà được Chúa ân thưởng như thế để chúng ta noi theo? Thưa, trước nhất, Monica đã sống hiền hòa nhẫn nhục, khiêm nhường phục vụ, dùng đời sống gương sáng để cảm hóa mọi người. Monica vâng lời cha mẹ kết hôn với một người ngoại đạo, con nhà giàu quý phái, nhưng tính tình thì lại ngang tàng độc ác, tuổi tác thì lại nhiều gấp đôi Monica. Nhưng với tính hiền lành và nhẫn nhục, Monica đã biến cuộc hôn nhân khập khiễng của mình thành êm đềm. Monica đã đối xử tốt đẹp với cả chồng lẫn mẹ chồng, khiến sau một thời gian ngài đã hoàn toàn chinh phục được cả chồng lẫn mẹ chồng và các em của chồng. Lý do khiến người chồng không mạnh tay với Monica vì ngài đã giữ không bao giờ mạnh miệng với chồng, và nhất là không bao giờ bà nóng giận hay mất kiên nhẫn với chồng và với đứa con hư hỏng là Augustino, kể cả khi bị con lừa dối và làm tổn thương. Thứ đến, Monica đã kiên tâm cầu nguyện, không phải chỉ cầu nguyện một năm, hai năm, mà cầu nguyện bền bỉ suốt một đời, cầu nguyện trong nước mắt, trong đau khổ. Khi thấy con của mình mất đức tin theo lạc giáo, chống lại Chúa, chống lại giáo hội, và thấy con ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi, thì Monica càng tha thiết cầu nguyện, càng cậy trông vào Chúa. Đêm đêm trước bàn thờ Chúa, ngài vẫn sốt sắng cầu nguyện cho chồng, cho con, cầu nguyện kiên trì, cầu nguyện liên lỉ. Sau nữa, Monica sống âm thầm hy sinh. Monica không lúc nào không nghĩ đến con, lo lắng cho con và tìm mọi cách để đưa con mình trở về đời sống tốt lành. Chính vì thế, bà đã không hề lùi bước trước bất kỳ một hy sinh nào chỉ vì để mong con quay về với Chúa. Hy sinh trong kinh nguyện, trong hãm mình, trong chay tịnh, hy sinh trong đau khổ, trong nước mắt. Bà đã khóc nhiều đến nỗi người ta nói rằng là bà không còn nước mắt để mà khóc nữa. Thánh Ambrosio bấy giờ đã an ủi bà rằng nước mắt bà sẽ không vô ích đâu, bà hãy cứ vững lòng cậy trông, Augustino con bà sẽ trở lại. Chính tình yêu hải hà đối với chồng, đặc biệt đối với con, đã khiến Thánh Monica trở nên hiền hòa nhẫn nhục, kiên tâm cầu nguyện, âm thầm hy sinh. Và phần phúc Chúa đã thưởng ban cho Monica còn hơn cả những gì mà ngài cầu mong và ước nguyện. Chồng của Monica đã trở lại đạo, đã chịu phép rửa, đã được chết trong ơn nghĩa Chúa. Còn đối với Augustino con mình, Monica chỉ xin cho được ơn trở lại làm Kitô hữu, làm con cái Chúa là mừng rồi. Thế nhưng Chúa đã ban cho ngài nhiều hơn thế. Augustino chẳng những trở thành một Kitô hữu chân chính mà còn trở thành một linh mục,
rồi trở thành một giám mục tài đức. Và hơn nữa, Ngài còn là một trong bốn vị đại tiến sĩ lừng danh của giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, phần thưởng mà Chúa ban cho Thánh Monica trên trời còn lớn lao và bội hậu gấp ngàn lần. Đúng như lời Thánh Vịnh đã nói, gieo trong nước mắt, gặt trong vui cười. Sau khi đã chinh phục được chồng và đưa được người con trở về với Chúa, Thánh nữ Monica đã hân hoan giã từ cõi đời khi mới 56 tuổi. Đúng như ước nguyện của Thánh nữ khi còn sống đã nói với Augustino, chỉ có một điều mẹ ao ước là được thấy con trở thành người Công giáo trước khi mẹ lìa đời. Thiên Chúa đã cho mẹ được toại nguyện. Mừng lễ hôm nay, xin Chúa ban cho các bà mẹ trên thế giới và cách riêng cho các bà mẹ Công giáo giáo xứ Đền Thánh Kiên Lao chúng ta luôn biết sống theo gương Thánh nữ Monica, hiền hòa nhẫn nhục, kiên tâm cầu nguyện, âm thầm hy sinh để cũng được Chúa ban ơn chúc phúc, và nhờ đó gia đình được hạnh phúc yên vui. Đó cũng chính là thực thi bài học khiêm nhường của lời Chúa hôm nay, để sau này cũng được Chúa cho ngồi đồng bàn với Chúa trên nước trời. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chịu đóng đanh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh, Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện Ân Công giáo và Tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tôi, và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta được mời gọi trở nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày, vì chính Người là con đường dẫn chúng ta tới chân lý vẹn toàn. Cùng với Hội Hiền Mẫu trong giáo xứ chúng ta, trong ngày lễ kính Thánh Monica Quan Thầy, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa và tha thiết cầu xin. Chúa nói: Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
Chúng ta cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong hội thánh luôn phản chiếu gương mặt hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu, sẵn sàng phục vụ mọi người theo gương Thầy chi thánh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giàu sang, địa vị, quyền lực là những điều mà con người thích tìm kiếm trong xã hội. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người lãnh đạo các quốc gia và các tổ chức luôn biết phục vụ vì lợi ích của cộng đồng, để mọi dân, mọi nước được an vui, hạnh phúc. Nhâm lời chúng con. Yêu thương phải được thể hiện qua việc bác ái cụ thể. Chúng ta cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo sư chúng ta, cách riêng cho các thành viên trong hội hiền mẫu giáo sư, biết quan tâm giúp đỡ tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật và đang đánh mất niềm tin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cho thì có phúc hơn là nhận. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho quý đấng bậc đã coi sóc giáo sư, quý vị tiền nhân, quý ân thân nhân và mọi thành viên trong hội hiền mẫu, sau một đời quang đại hy sinh phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, được Chúa ban ơn phúc đời này và cuộc sống vinh hiền vĩnh cửu đời sau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà giúp chúng con biết noi gương Thánh nữ Monica sống hiền hậu khiêm nhường, và xin soi sáng ban ơn soi sáng giúp chúng con dám sống và bước đi trong theo lời Chúa dạy, trong tin tưởng vào lòng Chúa xót thương. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Chưa
trời mãi chờ che. Dâng lên Thiên Chúa nhân hiền, đời con trong Chúa sáng lên những niềm vui. Con như bông hồng tay Chúa dệt để hoài tươi thắm, con như con thuyền tay Chúa dìu mãi bình yên. Anh chị em hãy cầu nguyện để lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho qua lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thâm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ khỏi chết sông lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lành thiên thần, các vệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Khi tư nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thứ cây sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con chưa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con ghi tông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Tô-ma chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các đấng bậc, các bậc tiền nhân, ân thân nhân và các thành viên của hội hiền mẫu giáo xứ mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những ai đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đáng khi chúng con mong đầy niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa.
xin đoài thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Trên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con cho con được sống đời đời. Trong lòng
Chúa con tiếp rước mình ngài, xin Chúa con ôm ấp riêng ngài. Chúa trong lòng con, xin cho con say đắm chìm sâu, hòa nhập vào sức sống thần linh đang tuôn trào tràn chứa dường bao. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho anh chị em theo lượng khoan dung của Ngài, và cho anh chị em cảm nhận được sự khôn ngoan sinh ơn cứu độ. Xin Ngài luôn nuôi dưỡng anh chị em bằng giáo lý đức tin, và cho anh chị em được kiên tâm bền chí thực hiện các việc lành thánh. Xin cho và xin Thiên Chúa dẫn bước anh chị em đến với Ngài, và tỏ cho anh chị em con đường đưa tới bình an và bác ái. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em, và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Chúng con kính mời quý cha và cộng đoàn an tọa. Trước khi vị đại diện của Hội Hiền Mẫu có lời cảm ơn
Con xin hiệp cùng với hội cũng như cùng cả giáo xứ xin cảm ơn sự hiện diện quý báu của quý cha, cha quê hương nhân dịp ngày về thăm quê hương, thăm ông cố, rồi cha xứ cựu, cái đặc biệt là cha phó cựu, cha phụ tá của cha cố Vinh Sơn cùng giúp cho cha cố trong việc sáng lập hội của chúng ta hôm nay đã về chia sẻ lời Chúa, rất là ý nghĩa hùng hồn cho cộng đoàn chúng ta. Chúng ta cảm ơn quý cha và quý thầy, quý dì, quý khách một tràng pháo tay. Rồi cảm ơn tất cả các ban ngành phục vụ trong ngày lễ hôm nay, cái đặc biệt là những người phục vụ trong đoàn rước, rồi thì ban ca đoàn, rồi ban nhạc đoàn. Nhạc đoàn hôm nay kính mẹ, ngày mai kính con. Hôm nay chúng ta cảm ơn nhạc đoàn và ngày mai chúng ta đi thánh lễ ủng hộ cho nhạc đoàn. Chúc mừng ngày lễ quan thầy của Hội Hiền Mẫu cũng như là của nhạc đoàn ngày mai một tràng pháo tay nữa. Trọng kính cha Giuse quản hạt chánh xứ, cha phó bề trên dòng thánh tâm Chúa, quý cha đồng tế, kính thưa quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, hai hội dòng, quý chức hội đồng mục vụ giáo xứ, quý chức các giáo họ, giáo khu, quý hội đoàn cầu nguyện, ban điều hành hiền mẫu giáo phận, giáo hạt và hiền mẫu giáo xứ thánh danh, các ban ngành phục vụ cùng toàn thể cộng đoàn. Hôm nay rất vinh dự cho hội hiền mẫu chúng đền thánh thánh gia Kiên Ao chúng con được quý cha về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, tôn vinh mẹ thánh Monica quan thầy và cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ cũng như cho hội chúng con. Con xin đại diện cho chị em trong hội có đôi lời tri ân quý cha và cộng đoàn. Trước tiên, trong tâm tình uống nước nhớ nguồn, chúng con xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ và ghi ơn cha cố Vinh Sơn Nguyễn Tốt Nghiệp. Cha đã quy tụ chúng con để thành lập hội hiền mẫu đền thánh và nhận mẹ thánh Monica là quan thầy đệ nhất của hội chúng con. Nguyện xin Chúa thương đón nhận cha cố vào nước, vào hưởng hạnh phúc nhà cha muôn đời. Tiếp đến, chúng con xin cảm ơn quý cha đồng tế, dù bận rộn với công việc mục vụ, nhưng vì tình thương mến, quý cha đã không quản ngại đường xá xa xôi và khắc nghiệt của thời tiết đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu bình an cho cộng đoàn giáo xứ, cách riêng cho hội chúng con. Chúng con xin tri ân công ơn của quý cha xứ, cha phó qua các thời kỳ, nhất là cha Giuse quản hạt chánh xứ. Với tấm lòng người mục tử, cha luôn hướng dẫn, động viên, khích lệ chúng con sống hiệp nhất, yêu thương và noi gương thánh Monica quan thầy để nên thánh trong vai trò làm vợ và làm mẹ trong gia đình, nhất là để chuẩn bị cho ngày lễ kính quan thầy hôm nay. Hơn nữa, cha đã chủ tế thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và tôn kính mẹ thánh cho hội chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha Trần Đình Vận, chánh xứ Ngoại Đông. Trong những tháng bắt đầu thành lập hội, cha đã cộng tác với cha cố Vinh Sơn, luôn đồng hành, hướng dẫn hội chúng con mỗi ngày một thăng tiến. Đặc biệt hôm nay, cha đã chia sẻ lời Chúa và các nhân đức của mẹ thánh cho chúng con rất sâu sắc và ý nghĩa. Chúng con xin cảm ơn thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý dì, quý chức hội đồng mục vụ giáo xứ, quý chức các giáo họ, giáo khu, quý chức hiền mẫu giáo phận, giáo hạt, giáo xứ thánh danh, quý hội đoàn cầu nguyện, quý ân thân nhân, các ban ngành phục vụ cùng toàn thể cộng đoàn đã đến tham dự cuộc cung nghinh thánh quan thầy và âm thầm phục vụ cũng như cầu nguyện cho hội đoàn chúng con trong thánh lễ hôm nay. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse, thánh nữ Monica quan thầy ban muôn ơn lành hồn xác trên quý cha và toàn thể cộng đoàn. Kính thưa quý cha và toàn thể cộng đoàn, hội hiền mẫu chúng con mới thành lập chưa được dài, vì vậy chúng con rất cần đến sự yêu thương, nâng đỡ và lời cầu nguyện của quý cha và cộng đoàn để chúng con luôn kiên trì trong cầu nguyện, vững mạnh trong niềm tin và phó thác nơi Chúa theo gương thánh quan thầy của chúng con. Trong khi tổ chức thánh lễ,
chắc chắn chúng con không tránh khỏi những thiếu sót. Kính xin quý cha và cộng đoàn lượng thứ cho những giới hạn của chúng con. Và để tỏ lòng biết ơn, chúng con xin gửi gắm trong nắng hoa tươi thắm, kính dâng lên cha xứ và quý cha, xin quý cha vui đón nhận. Một lần nữa, chúng con xin tri ân quý cha và cộng đoàn. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Duy nhất đời con về cùng Thiên Chúa.